Không biết là mấy bạn đã thử cái món thịt heo sốt tương ớt chưa ha? Nếu chưa thì thử làm cùng với Thụy nè. Đầu tiên đó là thịt heo mọi người cắt thành con cờ như thế này nè, rồi đem đi áp chảo để cho nó ra mỡ hen. Với lúc mà chờ cho thịt heo nó vàng thì mình quay qua làm cái phần sốt nè. Công thức gia vị như thế nào thì Thụy đã ghi trên màn hình cho mọi người dễ theo dõi rồi hen. Mấy cái hôm mà trời mưa làm cái món này nè, xong rồi ăn với cơm nóng, trời ơi nó bắt cơm dữ lắm luôn á mọi người. Nhà Thụy là hết sạch cái nồi cơm luôn á. Trong những cái ngày mà dịch bệnh căng thẳng như thế này nè, mọi người biết quý nhất là điều gì không? Đó chính là sức khỏe và sự bình an của gia đình mình á. Cứ mỗi ngày thức dậy á, thấy cả nhà mình á, ai cũng vui vẻ, khỏe mạnh, như vậy là hạnh phúc lắm rồi nè. Không biết là mọi người có suy nghĩ giống Thụy không ha, chứ Thụy là rất là quý những cái mâm cơm gia đình luôn á mọi người. Bởi vì á, một mâm cơm có đầy đủ các thành viên trong gia đình là một cái điều gì đó rất là khó tả. Thứ hai á, là để nấu được một mâm cơm như vậy á, thì căn bếp của mình lúc nào cũng nổi lửa nè. Mà cái căn bếp lúc nào cũng ấm áp như vậy á, thì gia đình chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nên là ngay từ giây phút này nè, Thụy hy vọng là mọi người có thể dành cho gia đình mình thêm nhiều thời gian nữa nha.